Xin chào cả nhà nha. Bữa nay thì mình rã cái con máy của thằng Isuzu 4HK1. Cái này máy này thì nó là bích tông 1 tấc 15 nha cả nhà. Thì cái này là mình mài cốt nó lên tấc 1 nha cả nhà nha. Này tương đa giờ mình lên cái tấc 1 đây. Thằng này là giờ nó là 0.80 nè cả nhà nè. Đó nó 0.80 vô lại này. 0.80 thì bữa nay mình làm cái clip này là chủ yếu là để quay những cái lắp ráp của cái máy ga điện này cho cả nhà mình xem nha. Trong khi quá trình làm thì mình cũng có thể là mình tu lại mấy cái bộ phận, tại vì là lắp cái máy này là có thời gian nó rất là lâu cả nhà, nhiều khi nó vô cái clip nó rất là dài. Ở đây mình cắt khoảng những cái quan trọng nào mình sẽ quay mình cho cả nhà xem thôi, chứ còn mình không có quay hết được, nó rất là dài cả nhà. Đó, đây là toàn bộ máy móc thì mình rửa máy thì mình rửa tẩy trắng sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ rồi. Đó, giờ là mình chuẩn bị là vô cốt. Đó, vô cốt rồi bắt bộ hơi lên. Đó, mình quay từng giai đoạn nha cả nhà nha. Cái máy này thì ga điện đó là 4HK1 của thằng Isuzu nha cả nhà. Thì khi mà tháo cái mấy con cò phun nhớt này cả nhà, cái máy này nó bị gãy, thì thợ của mình đó là mình lấy ra để mình hàn cho đá lại nha cả nhà, hàn đồng cho đá lại. Mấy con cò phun nhớt này nó bị gãy hết trơn luôn, gãy hết 4 cái luôn, mình sẽ hàn lại. Giờ là bắt cho cái nhà từng bộ phận nha cái nhà. Rồi lấy tiếp xí vui. Thay nhớt bôi trơn nha cả nhà nha. Thay nhớt bôi trơn, nhớ độ bôi trơn cái. Này vệ sinh sạch sẽ nha cả nhà. Thì vô cốt máy nha cả nhà. Vô điều hai bên hạ xuống. Điều tay. Bên nhí dở lên xíu. Rồi xuống rồi, ok. Rồi để keo, chét keo cái mặt này, chét keo mặt này ở cái thằng máy dơi lên, để hợp keo đi. Rồi nó lo ngay. Ok. Này dán một lớp keo nha cả nhà, dán lớp keo mình thả. À điều nó sát xuống mí này. Đó, đi mí này điều đây. Sau khi mình bỏ cốt vô thì
vàng bái dơi này, vàng ốc này thì mình đã siết kỹ lưỡng xong hết nha cả nhà nha. Đây, siết kỹ lưỡng xong hết rồi nha. Những cái con ốc này thì mình cũng đã làm dấu, kiểm tra chất lượng của nó ok, đồng bộ điều ký hết thì mình cũng làm dấu hết nha cả nhà. Đúng tầm đúng đồ hết của nó rồi. Thì cái cốt khi mình bắt vô á là nó sẽ quay nhẹ nhàng như nè. Cầm cái tay nó quay nhẹ nhàng, nó không sượng nha. Không sượng mà nó đều. Đó, nó đều vậy là ok nha. Đó, đều vậy là ok. Đó, chuẩn bị mình vô bộ hơi nữa là cái xong cái phần bên trong của cái máy này cả nhà nha. Thì mình làm thì mình cũng có sơn cái lốc cho nó mới lại luôn nha cả nhà. Cho nó làm máy thì mình sơn lại phần lốc này cho nó sạch sẽ mới rồi mình cho nó dễ coi luôn. Làm tẩy rồi rửa sạch sẽ hết. Đây, chỉ có quay rất là nhẹ nhàng thôi. Đây là bê tông mới nha cả nhà. Bê tông mới thì bây giờ là mình vô bạc cái bê tông nha. Đây áp bê tông đây. Đây áp bê tông đây. Đó. Đây là bộ bạc nha. Bộ bạc của thằng Isuzu đây. Đây Isuzu đây. Mua đúng hàng mình về mình bỏ vô mình xài luôn á. Hôm nay thì nó có 3 cọng bạc. Đây là cọng bạc nhớt nè. Đây là cọng bạc nhớt. Có 2 cọng bạc hơi. Đó, có 2 cọng bạc hơi. Thì bạc này á là bạc đầu á, bạc này bạc giữa nè. Đó, cọng bạc này cọng giữa nè. Còn cọng này là bạc đầu nè. Bạc đầu thì nước độ cái độ nó cứng, hơi cứng hơn xíu. Đây nó con. Bạc đầu nó có cái hai đầu nhỏ đầu lớn nó con nè. Đó, giờ mình vô nha cả nhà. Đây cái phe nha, phe bê tông. Thì khi mình gài phe á, là cái phe này á, cho nó cái đầu hai cái phe nó nằm ở dưới nha. Nằm ở dưới của cái đầu bê tông chứ không có quay lên trên lại. Không có quay lên trên vậy nhưng mà mình nằm ở dưới. Đó, hai cái phe này là mình nằm hay quay xuống dưới lại. Bây giờ mình vô bạc nha. Đây là cọng bạc nhớt nè. Đây bạc nhớt nè, mình vô cái lò xo này trước nè. Vô con sâu bạc nhớt trước. Rồi tới mình vô cái bạc nhớt. Rồi tới bạc giữa nè. Bạc giữa đây nè. Rồi bắt đầu lưu ý là ở đây nó có ký hiệu cái chữ ở trên nè, có cái chữ ở trên là mình quay lên trên, chữ là quay lên trên xong quay xuống vậy, quay lên trên vậy nè. Được không? Vậy là xong nha cả nhà. Giờ vô gấp bộ hơi vô nha. Vô bê tông nha cả nhà. Ta miếng mở cho môi trơn nha.
Rồi tiếp 14 đâu. Mình vô bộ nhông nha cả nhà, các bộ nhông nha. Này cái nhông chiền, nhông chiền ăn lên cam nha, nhông chiền lên cam. Còn này nhông này nhông chín nè. Nhông này thì nó có cái hai cái dấu này nè. Cái này hai dấu số 0 này nè. Ăn vô cái nhông bên cái bình cúc máy nó có cái dấu nữa. Còn ăn vô cái dấu bên cúc máy nha. Sau khi mình bắt bộ nhông này xong thì mấy ốc thì lật ốc thì mình phải xiết kỹ lưỡng hoàn hết, làm dấu hết nè, gạch dấu hết nha, kiểm tra hết là ngon lành hết rồi. Thì ở đây thì mình vô cái nhông cam này á, nhông chiền này thì mình có cái chủ yếu cái dấu này, ở hai chấm này trùng với dấu cốt này ha. Còn hồi nữa mình sẽ quay tiếp thêm, đặt những cái nhông nào nữa thì mình sẽ quay tiếp tục nữa nha. Đó. Đây là cái bơm nhớt nha. Đây là bơm nhớt. Rồi giờ anh bắt xương hàng nha cả nhà. Bắt xương hàng nha.
giờ cái bộ phận ở trên này á là mình xong xuôi hết rồi nha cả nhà nha. À, lắc lơi cò đồ ngon lành hết rồi. Bây giờ là mình chuẩn bị mình ập cái cò vô nha. Cò vô là xong đó. Đây, cái cò vô. Này mình quay đại khái vậy chứ nhiều quay chi tiết ra từng cái một rất là nhiều và dài lắm. Không đủ một cái thời lượng của một cái video. Rồi, tê cả nhà. Đây là cái bánh chớn của cái máy 4HK1 này cả nhà nha. Ở đây thì mình vớt lại đó. Vớt cho thẳng mặt nha đó, vớt lại thì, phần lá bố thì mình thay lá bố mới luôn. Cái lá bố cũ của nó đã hư rồi đó. Thay lá bố mới luôn nha đó. Lá bố mới và cái mâm mép đi vớt vào lại mâm mép luôn. Đây là máy đi làm lại bộ con luôn cho nó ngon. Trên đây là phần máy thì cũng đã hoàn thành. Đây là máy của thằng Isuzu 4HK1 này. Đây là hoàn chỉnh hết nha cả nhà nha. Đã hoàn chỉnh hết rồi. Giờ chờ để mà đem linh gác lên xe thôi. Gác lên xe thôi cả nhà. Nếu mà cả nhà thích video này cho mình xin một lượt like và một lượt subscribe nha, để ủng hộ tinh thần mình ra những cái clip hay hơn cho cả nhà nha. Rồi mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video sau nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha.